Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 150 lột xác rất nhiều đồ chơi chất có làm anh em kích thích. Cái khiếu thẩm mỹ đến từ một cái bạn biker Việt đã dọn cái chiếc Sonic độc đáo đầy chất chơi. Đối với người chủ thì cái chiếc Sonic hôm nay là một cái phương tiện cất giấu những cái tâm huyết đáng quý nhất ở thời tuổi trẻ. Dàn chi đông trần của cái chiếc Honda Sonic là một trong những cái nơi hoàn hảo để khoe những cái món đồ chơi rất là sắc sảo thẩm mỹ. Ví dụ như cái cụm thắng của Rainbow Asset Questa, một cái dòng cụm thắng có kích thước to lớn hầm hổ, đem tính khả năng kiểm soát quanh nó rất là ổn định. Để đỡ bị chống chảy thì người chủ còn tinh tế bổ sung thêm cái cụm thắng này một cái chú ốc xả gió gam màu xanh làm điểm nhấn. Bên cạnh cái chiếc ốc gió là một cái ống dầu nhỏ xíu có một cái lượng dầu là vừa đủ để nuôi hệ thống thắng phía trước. Đã đem lòng yêu mến cái bộ môn xe độ thì chắc chắn nhiều anh em không còn lạ lẫm gì với cái cặp cụm ga cụm đề có thương hiệu đến từ cái Domino, một trong những cái món đồ chơi có công dụng cút gắn hành trình đi ga, giúp chiếc xe vọt hơn. Cái món còn lại thì kích thước nó nhỏ gọn, tối ưu được cái phần không gian lắp được cái phần cụm ga, còn bổ sung thêm cái nút tắt mở phần động cơ khẩn cấp. Với cái sự hiện diện của chi lực sườn âu linh, chi đông của cái chiếc xe hôm nay chắc chắn không còn có hiện tượng bị chao đảo sàn lắc di chuyển tốc độ cao nữa. Ngoài ra cái cây chi lực này nó còn có một cái diện mạo làm cho chiếc xe nó trông thể thao hào mẫu hơn khi thò ra thuộc vào sau một cái cú xoay tay lái cho người sử dụng. Nhìn sang ở bên phải cái diện chi đông thì anh em thấy được cái cụm công tắc Domino ốm. Sở dĩ người chủ đã không trang bị cái cụm Domino mạch là vì anh ta muốn thừa những cái chỗ chấm cho cái cụm điều chỉnh tay thắng tiếp em. Một cái bộ dụng cụ có thể điều chỉnh cái độ sang gần và thắng một cách nhanh chóng dù xe đang chạy, đồng thời nó cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý cho cái phần dàn chi đông. Phía bên dàn chân thì người chủ cũng rất là chịu chi trang bị cho con xích cực của mình cái cặp pump Racer Boy CNC FC 515 cây xéo, ngừng sức cũng rất là lâu. Do đã hết hàng nên giá của cặp mâm này thị trường đó lên tới gần 30 triệu. Đẳng cấp là thế, tuy nhiên gắn vào cái dàn chân của chiếc Sonic bắt buộc phải thay đổi rất nhiều chi tiết qua nhiều cái công đoạn chế cháo thì mới vận hành chân chu được. Và ở bên kia, hệ thống thắng chiếc xe được nâng cấp một cách rất mạnh mẽ. Bắt đầu là cái con heo của Rainbow Disc Hybrid mức giá đó gần 10 triệu. Nó được cố định thông qua phát CNC ôm sát theo cái đường viền phục. Cái dầu heo bóng độc S cho cái con heo này được nối vào cái chữ âm vào bên trong, nó cực kỳ gọn gàng. Việc thắng trước mắt anh em thấy chính là cái dòng điện của N10 làm lòng CNC lại để gắn hoàn chỉnh vào phần mâm, cũng như giúp cái con heo này cắn hết được cái bề mặt nửa đĩa. Toàn bộ cái chi tiết ốc trên xe đều là ốc titan phối trắng độc đáo, tăng một cái sự độc đáo cho cái chiếc Sonic độ. Nếu so với ốc inox hoặc ốc titan đã xử lý màu thì ốc titan phôi trắng nó vừa đảm bảo được cái sự đẳng cấp mà còn giữ lại cái phần nào cái nét cổ điển cho chiếc xe. Hệ thống thắng dàn chân sau nằm dưới sự kiểm soát của cái phần bên đập Rainbow Disc vuông nổi tiếng mức giá gần 35 triệu. Nó sẽ mang lại khả năng ra thắng nhịp nhàng và chuẩn hơn. Hiệu sức dàn chân sau cũng được cường hóa mạnh mẽ hơn bởi sự kết hợp cái cặp đôi heo của Rainbow Disc đi cùng để của X1R dành cho cái chiếc Instagram Zin. Nhưng cái thứ mình ấn tượng nhất dàn chân này chính là phần đũa titan phối trắng độc đáo. Có cái công dụng cố định của con heo của Rainbow Disc không những là tăng cái sự chắc chắn mà còn biến dàn chân sau trở nên độc nhất vô nhị. Và một cái điểm nhấn trên cái tổng thể gam màu đen huyền bí của chiếc xe chính là phục âu linh màu vàng óng ánh. Không những êm ái trong quá trình là vận hành mà nó còn cung cấp hai cái nấm chỉnh để cho người chủ thay đổi theo nhu cầu vận hành khác nhau. Trong tất cả những cái dòng Sonic dọn thì cái chiếc xe này mình rất ấn tượng vì những cái nét tinh tế ẩn chứa trong cái sự đơn giản của nó. X4 105 dọn phong cách xin nhưng toàn là những món đồ chơi chất. Nói về cái dòng là X4 4 số dưới đây, tuy nó được dọn phong cách là nguyên xin nhưng những món đồ riêng trên xe đã là một khối tài sản mà nhiều anh em chơi cái dòng X nhỏ ai cũng mơ ước. Đầu tiên ta thấy được đồng hồ Casio dành cho cái dòng X nhỏ sửa sang cơ ở dụng với nhiều cái chế độ đo đạc rất hiện đại. Hai bên là cái cặp cụm công tắc của N và X và xung quanh được cố định với nhau bằng lọt ốc sáng bóng. Kính hậu của dòng là Sonic 10 và tận dụng cái chân kính phải để bắt thêm cái phần đèn chở sáng. Còn đây là cái bộ chữ V trước mặt nạ và cái ốp đầu chính hãng của Yamaha dành cho cái dòng xe này. Hiện nay đã ngưỡng sức cũng rất lâu nên giá của nó cao ngất ngưỡng. Trong mắt anh em chơi cái dòng X nhỏ thì xem nó như một cái báu vật. Và chúng ta thấy cái mặt nạ phía trước rất cái chị. Đó là một cái sản phẩm đến từ chính hãng của Yamaha Hy Lạp, được nhiều anh em chơi xe cũng rất thích và ưa chuộng về kiểu dáng độc đáo, lạ mắt, nổi bật.
đặc biệt có thể lắp vừa với chiếc áo của Easton Nam. Cái phần đuôi đèn hậu phía sau nhìn sương sương cũng rất đơn giản nhưng cũng cực hiếm. Đây là cái đèn khói chính hãng của Spark, đã hết hàng sản xuất cũng rất lâu. Và có một khoảng thời gian cái chiếc này được rao bán mức giá hơn 2 triệu. Cái món đồ chơi hàng độc không dừng ở đó, chiếc xe còn trang bị cho mình cái mâm của Jupiter V cho một cái sự chất chơi nữa. Hiện tại cái cặp mâm này mức giá cũ đã trao tay nhau hơn 2 triệu. Kết hợp cùng với đó là cái đĩa của Jazz kích thước 260, đĩa cùng heo của Nissin hai bên một bên. Phía sau là cái dòng Olin tích hợp bình dầu rời được sản xuất dành cho cái dòng X nhỏ sử dụng. Kích thước nó tương tự như Zin nên cũng không thay đổi nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.